Em test thử cặp loa BB900C, hàng tuyển xuất sắc, trả đơn các bác nha. Riêng nói về 900C, nó là vua mặt đất, vua loa lằm thôi nha, nổi tiếng nhất của dòng loa lằm đấy, mệnh danh là cặp loa hay nhất trong dòng loa lằm và gấu nhất các bác nha. Đấy, cặp loa này có giá là 11.200.000, đẹp xuất sắc tại Ngọc Quang. Còn các bác thích mua những sản phẩm nó rẻ hơn thì cũng rất sẵn trên thị trường. Còn đây là những sản phẩm tuyển chọn, các bác không so bì với những sản phẩm hàng xấu, hàng lỗi nha. Cảm ơn các bác và các anh em đã quan tâm và ủng hộ. Các bác ngắm qua những chi tiết của cặp loa xuất sắc bên em. Đấy. Và nha, đây là cặp loa zin. Zin đét. Đấy, qua gần zin nhá. Dòng này các bạn đánh thoải mái. Gần này của nó khiếp luôn này các bạn. Như bom luôn. Riêng 900C. Vâng. Dòng loa này em bán rất là nhiều. Cảm ơn bác khách ở Đắk Lông đã tin tưởng đặt hàng những cặp loa rất đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Em xin tạm dừng ở đây để cho anh em đóng hàng.